Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mới về thêm một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc hạng C sedan. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 9 vạn km, gần 10 vạn và được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, biển số là 30A89881. Thưa với quý vị và các bạn, rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này còn rất là mới, còn nguyên bản màu bạc. Chúng tôi vừa mới mua về được và cũng đã đem đi rửa sạch sẽ qua đi để tôi đem lên đây để tôi quay chụp cho quý vị các bạn nhé. Đây là về cái phần nội thất của chiếc xe. Nội thất của chiếc xe này là còn nguyên bản từ keo chỉ cho đến toàn bộ về ghế da, các thứ táp lô, táp bi còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy. Từ nội thất da này cho đến những cái phần táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Táp bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp, keo chỉ nguyên bản, nội thất nguyên bản theo xe, rất là đẹp. Chiếc xe mới lăn bánh được gần 10 vạn km thôi. Đấy, táp lô còn rất là đẹp, keo chỉ còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đẹp từ nội thất, ngoại thất cho đến phần động cơ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. À, đây là cái phần nội thất, đây là cái phần táp lô cửa trước bên lái, keo chỉ cũng còn nguyên bản và táp lô thì còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nội thất da nguyên bản theo xe còn rất là đẹp, rất là mới. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn ạ. Số khung cũng rất là đẹp, đuôi số khung là 668, tức là phát lộc phát phát lộc lộc phát đấy ạ. Đấy. Vô lăng rất là đẹp luôn, đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe chạy được hơn 9 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Chính xác là chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn km. Đây là cửa nóc này. Bản này là phiên bản đủ, đã có cửa nóc, ghế da, điều hòa auto quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ nó mới có cửa nóc, ghế da, điều hòa auto. Và nội thất thì còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Đấy, động cơ thì Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít. Và cái điều đặc biệt quan trọng về cái động cơ này là ốc máy này, ốc chân máy, ốc mặt máy còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị nhé. Rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ cái động cơ cho đến những cái tấm chắn nóng cabo này còn rất là mới này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp đấy. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị các bạn nhé.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.